Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn thêm bốn gốc mai tàng các bạn. Đa số là một thân một cốt, để đẹp các bạn. Bông thì bông chùm 12 cánh. Đây gốc đầu tiên các bạn. Mình sẽ báo giá chi tiết từ gốc luôn. Anh em nào mình ưng gốc nào thì có thể mình liên hệ với chủ vườn để mình giao lưu các bạn ơi. Gốc này chiều cao khoảng nhiêu anh được? Này chiều cao 4,5 m anh. 4,5 m à. Cái này mình tạo tàng này mà lâu cho anh. Này vô này 6 tháng rồi anh. 6 tháng các bạn. Cái này nó vô dây rồi nó tạo phong tàng nó cũng đều các bạn. Phân chia nha, ok nha. Đem về nuôi ngay 3 năm rồi anh. 3 năm rồi bạn. Cốt cành đều hết nha các bạn. Một thân một cốt chót đọt luôn. Cây này nuôi là tương lai ok nha. Mình thấy là không có thẹo mà cắt nha các bạn. Cây xuân đuột luôn nha. Đặc biệt là thấy bộ đế nè. Đế đều hết. Cây này thêm biết tuổi thọ nó bao nhiêu năm rồi anh được? Cây này nay tuổi thọ này 46 năm rồi anh. 46 năm à? Dạ. À, chủ vườn nói đó. Dạ. Cốt đó, cái ông cụ ông làm gì? Dạ. Cái này cốt cành thấy là rất lực nha các bạn. Đây nè, tàn tán người tạo ra nè, rất là nhiều ra bằng ngón tay cái cho các bạn. Bự hết rồi. Cái này gì anh em trồng thêm vài năm nữa dưỡng các bạn. Rất ok nha. Quay nhiều cốt, quay cái bậc đế cho các bạn xem. Đều tất cả các mặt luôn nha. Cái này làm thấy mình kết nha bạn, đế nha. Đế đặt luôn. Thân thì xoắn các bạn. Thân lắc xoắn nha. Nè, xoắn lên nè. Cốt cành lực nè. Mặt bông bạn yên tâm nha. Bông rất là đẹp. Cây lá lớn nè. Lá dài. Rồi, em nhờ anh được đo em xuất hoành là khoảng nhiêu anh? Cây này để em dưới nó còn nữa không anh được? Dưới còn nữa anh, tại vì không có môi ra cho nó ấm cây để cho nó ấm gốc á. Dạ. Để cám nhiều quá. Ở đây phạm vi nó hơi chật, cái mình quay cận cảnh các bạn. Cho các bạn xem. Hoành 58 à anh em ơi. 58 hoành đó anh. Dạ, dạ. Rồi anh đo xích trên nha anh. Mình đo nhiều chỗ cho các bạn xem cho rộng ra. 53. Rồi anh đo thoát thân coi nhiêu anh. Tính chỉ cần một rồi. Rồi, ok. Thoát thân 55. 55 hoành ha. Rồi. Cái này mình nếu mà anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh được? Để nhẹ nhẹ 45 hay anh em. Cây này mình bao xếp anh em bao nhiêu cây anh được? À, bao xếp anh em 200 cây. 200 cây anh. Cây rất đẹp mà các bạn. Thân lắc lượng luôn. Cây này anh em nào mà thiện chí mình đến tại vườn mình xem các bạn. Rất là đẹp. Đế đặt nha. Cốt cành là ok hết rồi các bạn ơi. Mình giới thiệu các bạn thêm một gốc mai hương. Đặc biệt cây này bông rất là thơm bạn. Mình cách xa khoảng 10 mấy mét vẫn thơm các bạn. Bông nở rộ quá. Cái bông này thường bông này mấy cánh anh được? Bông này 8 cánh anh được. 8 cánh ha. Dạ. Bông chùm không anh? À, bông chùm luôn. Màu bự đẹp. À, mình nghe nói là cái bông này nó thơm dữ lắm không anh? Dạ. Bông này thơm lắm. Đi xa xa cũng thơm. Dạ. Cái tàn ngang này khoảng nhiêu anh? Tàn ngang 2,5 m anh. 2,5 m ha. Còn cái chiều cao nó khoảng nhiêu anh? Chiều cao 3 m. Cái này như em thấy mình có rút tàn vô không anh? Có mới rút hồi đầu năm á. Đặng dạ. Cho mấy con lại lục lục lại. Cây này một thân một cốt ạ. Cây này nguyên thủy không anh? Dạ, đây là nguyên thủy luôn. Cây mai hương thì nói chung cũng khó tìm các bạn. Nói chung bông nó vẫn như mai vàng nhưng mà nó thơm các bạn. Nó đặc thù như vậy đó. Anh em nào ấy mình có thể mình lên nghiên cứu các bạn. Đây, cốt cành mình thấy đều nha, một thân một cốt chót đọt luôn. Cây này anh em vừa mình xuống đất mình trồng là hơi bị vip nha các bạn. Mong phát nha, tại đây ảnh vô chậu con ơi. Quay đế các bạn xem đây. Đế mình thấy cũng khá là tương đối được bạn. Này đế bên dưới nó còn nữa không anh được? Dưới nó còn nhiều lắm. Tại vì mình không có môi ra để nó ấm gốc á. Cây liền nhạc các bạn, không có dứt thẹo dứt cắt gì nha. Không có dao kéo dụng vô được hết á. Đây, đế nè. Cái này chắc cây tàn ảnh trọng lắp lại các bạn. Bên dưới vẫn còn. Cốt cành này đặt nha. Cái này lúc trước chắc cái tàn dưới mà anh. Dạ, tàn dài lắm, con vô bên tới 1,2 m. Dạ. Có 1,2 m. Quay mặt phía này cho các bạn xem. Mấy chi nó đẩy chi cái. Dạ. Cây rất là sung các bạn. Đây anh cắt vô nè, rút được cái chi cành lớn rồi bạn. Cây này ok luôn, thân tàn đế. Đặc biệt thì cái bông này nói chung mình chú trọng bông, mà bông này bông là 8 cánh. Bông thơm luôn các bạn. Rồi ok em nhờ anh được vô đo em số hoành là khoảng nhiêu anh? Hoành 49 anh ơi. 49 hoành ha. Dạ. Rồi anh đo thoát thân là khoảng nhiêu anh?
lên chơi luôn á, lên chơi chạm chơi luôn. Ừ đúng rồi, cái này anh em có thể chơi tầng dù cũng được ha các bạn. Có con 67 á, 67 quần rồi. Ok, cái này em giao lưu với anh em giá bao nhiêu anh? Cái này giao lưu với anh em giá 40 triệu. Bao xếp anh? Dạ bao xếp 200 cây số. Một cái mai rất đẹp các bạn, mình quay lại cái tàn cho các bạn xem ạ. À, tàn rất là đẹp nha, đều hết luôn. Cái này anh chỉ chằng dây mình sơ sơ thôi cho nó sơ sơ cho nó đều các bạn, đều cái tàn thôi. Cây này mà mai hương các bạn, giao lưu với anh em giá 40 triệu bao xếp cho anh em 200 cây số, tặng anh em cái chậu luôn. Cây đây bạn, tiếp theo cây mã số 3 các bạn. Cây này thành phẩm rồi. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh được? Chiều cao 3m2 anh em ơi. 3m2, tà ngang khoảng nhiêu anh? Tà ngang 3m. 3m. Dạ. Cây này lá rất là tươi tốt bạn. Tùm chân nè. Cây này mình thành phẩm mà anh? Dạ, cây này thành phẩm rồi anh. Cốt cành là đặc hết trơn các bạn. Đây, một thân một cốt luôn. Quay sơ bộ cho các bạn xem cái tàn. Cây này mặt bông sao anh được? Cây này mặt bông 8 cánh anh em. 8 cánh ha. Dạ. Đây các bạn. Mặt bông 8 cánh. Cái thân cũng khá to. Cái này gì anh em chơi luôn. Nói chung là anh chủ vườn đã tạo tàn tán thành phẩm cho rồi. Điều cho các bạn, tàn rất là tròn nha. Mặt bông 8 cánh. Quay đế cho các bạn xem. Đế đây. Đế thì mình thấy có nhiều ghế phơi lên trên mà nó rất là lớn các bạn. Khoảng bằng bắp chân mình đó. Này đế bên dưới còn nữa không anh? Dạ, dưới còn nữa anh. Dạ. Quay đế các mặt cho các bạn xem. Thân mình thấy nó hơi sắn các bạn. Một cốt nè. Cốt nó lên khoảng 8 tấc các bạn, bắt đầu nó đâm tàn các bạn. Cái này lúc trước là cái phôi mình nuôi lại phải không anh? Dạ, nuôi ngay 3 năm rồi. 3 năm mà rất là sung các bạn. Cốt cành nó bằng ngón tay cái các bạn. Lớn nha. Rồi anh đo em số còn là khoảng nhiêu anh? Dạ, rồi ok. Hoành 59 anh em ơi. 59 nha anh. Dạ. Rồi anh đo sát mặt đế coi nhiêu anh? Cây này gần 60 bạn, nhưng sắc để hơn 60. 63. 63 quành các bạn ơi. Rồi ok. Cây này nếu anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu anh? Sở hữu giá 45 triệu anh em. 45 triệu bao xếp cho anh em 200 cây đúng không anh? Dạ bao xếp 200 cây luôn. Dạ. Quay lại cái tài cho các bạn xem bạn. Tài rất là ok nha. Đây. Ở đây phạm vi nó không rộng, mình quay cận cảnh các bạn. Anh em nào mà thiện chí thì mình đến tại vườn mình xem đi. Cây rất là dữ nha.